Này người vùng cao chỗ mình thì hay sử dụng để làm thần dược phòng then, để đầu giường các bác nhé. Đây gọi là nấm ngọc cẩu. Đấy thì bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, mạnh gân xương cho phái mạnh, rất chi là hiệu quả. Thì có hai cái ngọc cẩu này, có nhiều loại các bác nhé, dục vàng, dục tím hay là dục đỏ này, và có cả cái và hoa cái và hoa đực. Đây là hoa đực này, còn đây là hoa cái nhé. Đó, còn đây là nấm tích dương này các bác này. Các bác bị liệt dương, di tinh mộng tinh thì dùng cái nấm tích dương này. Đấy, điều trị rất là hiệu quả. Còn bên này là khúc khắc đỏ đã được băm nhỏ khô rồi, dây bổ máu này. Vâng. Đây các bác nhé. Đây nấm ngọc cẩu thì mùa này đang bắt đầu mùa thôi nhỉ? Bây giờ là đầu mùa đúng không? Gọi này. Đây đầu mùa nên là củ nó chưa to các bác ạ. Cái này đen này. Vâng. Không, nhưng mà phải nói là ngon, là cái này ngon nhất. Cái dục vàng này ấy, ngâm nó rất là thơm mà nó không chắc. Thì em được sử dụng rồi. Đây rất đẹp các bác nhá, để lấy từ rừng lên đến chợ như này là rất là đẹp nhé. Chứ không phải là đơn giản là như tự dưng nó đẹp, bởi vì trong rừng các bác vận chuyển đi lại lại thì nó sẽ bị xước sắc, đem thơm. Cái này rất là dễ thơm lại các bác nhá. Cho nó hạ lô lan hô chán nó tí lò. Đó là mút tường rồi. Ồ, mút tường rồi á. Mua áp ý, áp ý giả mút tường bả. Mút tường tươi á. Thế cho nó có hóa mua thông còn tông đấy bỏ. Dạ mà. Anh ấy bảo là cái này là ở trên vùng cao gọi là mú tườn các bác. Đấy, thì nó cũng là một loại củ. Và cái này thì tác dụng của nó là bổ cho sinh lý nam. Các bác dùng ngâm rượu hoặc là hầm với lại móng giò, hầm với lại gà ăn. Hay ngoài ra thì có thể băm nhỏ phơi khô. Đây là cái củ tập diệt nhất chi hoa các bác. Tập diệt nhất chi hoa. Bao cái đảo về cái này củ rừng đấy các bác. Củ rừng là rất là nhiều tuổi đó. Mỗi tần này là một tuổi các bác nhé. Cái lá này tỏi cô đơn đây các bác, cái này là người ta hay làm thành tỏi đen đúng không? Tỏi cô đơn. Cái quả na rừng rất ngon. Đây là nấm hương rừng. Hương rừng khổ qua này, tử hay là tá tàu. Nói chung là các bác cứ lên chợ phiên Bắc Hà này thì dược liệu rất nhiều. Đấy, dược liệu rất nhiều nên là mình hôm nay mình lên đây để quay cho các bác xem.
là nhà mình cũng làm thuốc nam mà, nên là mình quay cho bác xem là mình lấy những cái nguồn dược liệu này ở đâu. Ở đây có một cái bãi, đây là sâm cắt cánh này các bác này, củ cắt cánh thì củ này chữa về những cái chứng bị ho, ho lao hay là lao phổi rất là tốt. Bác di chuyển với em, mình sẽ đưa các bác đi khám phá hết cái khu chợ này. Đã dịch vào mùa thì rất nhiều quả. Nhiều du khách sâm cao, bác này đã mua rồi sẵn. Mình thấy một cái quả này rất hay này, cái quả này chữa viêm họng rất là tốt nha các bác nhé. Cái quả này cái hạt của nó chữa về viêm họng rất là tốt mọi người ạ. Bác lấy cái hạt của nó nhai bị đau cổ họng hay là bị mất giọng mà chúng ta nhai đấy, nhắm cùng với nước là sẽ khỏi ngay viêm họng, viêm amidan. Đây cái hạt của nó đây. Không biết mình vẫn còn. Ngon đâu ít tiền hả bò? Ít tiền bà. Đây các bác. Bà bán đây các bác. Thì tí mình sẽ quay lại mua ủng hộ bà. Mình lại mình cũng mua về để mình ấy dùng luôn. Bạn này đi chợ mua được cái xe. Chú, chẳng biết thay khí lừa nhau à. Thay khí sẽ đi cái chợ này rất rộng nha các bác nhé. Chợ này rất rộng nhưng mà mình sẽ đi hết cái khu chợ. Cái củ sâm xuyên đá. Đúng sâm xuyên đá không anh? Đúng rồi. To thế nhỉ? Đây là sâm xuyên đá các bác nhé. Những cái củ to như thế này thì rất là hiếm. Hơn chục năm rồi. Đúng rồi. Đây cái củ nó to như thế này cơ mà, ngón tay của mình như thế này. Đó. Mà nó to gấp hai cái ngón tay của mình. Và đây là cái trong ma man cả cái thân của nó. Nó dài quá không chảy chảy xa mà. À chạc đoạn ra. Sâm xuyên đá các bác nhé, đây cũng là một cái vị thảo dược rất là quý. Được các cánh mày râu xăm đón để ngâm với rượu. Đấy, dùng để tẩn bổ. Đấy thì bổ cái gì thì đàn ông dùng thì các bác biết rồi đó. Còn đây là mật ong rừng. Có cái ớt ở trên này đang vào mùa chín thì mọi người gọi là ớt chỉ thiên. Ớt này thì đặc biệt là rất là cay, rất là cay. Cái này rất là cay. Chúng ta sẽ bán theo cân. Đây là ớt bột. Cay, cay lắm không? Rất là cay các bác. Đấy, các bác tín đồ nào mà thích ăn cay thì các bác nên đến Bắc Hà này để mua ớt. Thank you.
đang vào mùa cái củ liễn này rất là anh các bác. Biết là các bác nào đã được ăn cái củ này chưa? Ở đây thì đa số là người đồng bào vùng cao và người dân tộc Mông sinh sống. Đây tiếp tục cái củ nưa, món đặc sản trên này. Người Mông ở trên này thì gọi cái món này gọi là thịt trâu. Thịt trâu của người rừng. Nó là một củ nưa sơn đen đây các bác. Sơn béo đen. Sơn đen rất là thơm, giải độc gan hay là chữa về xương khớp rất là tốt. Mình thấy cái này này, cái bông nắp ấm này. Cái này bao nhiêu tiền một cái này anh? 5.000 à? À và 5.000 các bác nhé, 5.000 một cái bông như này. À, thì một bông như này là chắc là đủ dùng một lần. Cái này thì chữa dạ dày là chủ yếu. Các bác lấy về thái nhỏ, sau đó thì đảo cùng với trứng gà ta, hấp cách thủ. Biết rất là nóng thôi. Anh ấy bán cả con tầm. Thời tiết rất là nóng hôm nay đấy. Củ ấu tẩu. Củ ấu tẩu. Chứ nó mùa chán à? Cái gì á bạn? Chứ có mua gấu tẩu mà. Nhưng mà gấu tẩu. Chả bỏ nó. Đây các bác nhá, đây là cái củ gấu tàu hay là nhiều nơi gọi là ấu tẩu. Thì đây cũng là một cái vị thảo dược rất là hay. Các bác bị đau nhức xương khớp thì lấy về ngâm với rượu, sau đó thì xoa bóp. Hoặc là bác mà bị gầy ốm yếu suy nhược thì lấy về hầm với lại móng giò là hầm gà ăn. Đấy, tuy nhiên thì các bác lưu ý là cái gấu tàu này ấy, khi nấu chế biến thì các bác không được dùng dao, không dùng những đồ kim loại. Các bác nên nấu bằng những cái nồi nêu đất. Đấy, là tốt nhất. Và tuyệt đối không dùng dao các bác nhé. Và cái liều lượng thì cũng dùng vừa phải. Đấy, tuy nhiên thì cái hiệu quả nó đem lại rất là tuyệt vời. Đây anh chị này, anh chị bạn. Đấy, ông bán nhân trần. Nhân trần này hái được rừng các bác nhé. Nhân trần rừng đang vào mùa. Đây là nấm lim xanh. Lim xanh. Khoai tí nhé. Tam tất củ rất to các bác. Cái bác nào mà buôn được dược liệu thì chúng ta cũng nên lựa chọn một là chợ phiên Bắc Hà, hai là Sapa, mà ba là bác lên những cái chợ vùng biên thì dược liệu của nó sẽ nhiều hơn. Củ gấu tàu ở đây tiếp tục có này. Chẳng phải có muốn ăn lan nào? Gấu tàu này các bác. Còn ở đây thì tam thất thì rất nhiều. Đây là khu vực bày bán tam thất Bắc các bác. Thì rất là nhiều du khách người ta lên trên này để người ta mua về để sử dụng. Đây là cái quả ấy nhỉ. Quả này tuổi thơ thì người vùng cao thì ai cũng được ăn này. Rất là ngon.
bày bán tam thấp rất là nhiều. Và cái giá cả của cái củ tam thấp này thì nó sẽ tùy vào củ to hay củ nhỏ các bác ấy. Đây là củ to nhỏ. Tam thấp bắp từ một cái ngọn thì để cái liệu không xa nạn thì được các bác. Chè dây này các bác, chè dây này rất là nhiều các cô các bác người hâm mông tự làm nhé các bác. Là sau này mang lên bán đấy. Không. Uống nó, lúc đầu uống thì nó mình đầu tiên. Đây là nho rừng này các bác. Nho rừng thì nắp hầm cũng rất là nhiều. Đang vào mùa cái này sao? Sữa dạ dày. Đây ở đây tiếp tục có rất nhiều. Các bác bị đau dạ dày nên là mua cái này về dùng. Vừa an toàn vừa dễ sử dụng. Đây là sâm đông quy các bác nhé. Sâm đông quy. Ăn đậu xa ít kì nào cho nó. Ồ, lóc vắng này nhé. Chán dữ quá ta, một quài minh rồi chắc. Chị là người Hơ Mông nên là mình cũng bắt sóng tiếng Hơ Mông theo các bạn. Đây củ rất to đẹp đấy. Chắc là trồng được 2 năm. Chắc nó chờ tỏ trồng hợp không? Đây các bác nhé, mình sẽ lấy một củ. Nếu bác lấy mình ngâm với rượu thì rất là bổ. Và sâm đông quy thì được mệnh danh là một trong 8 loại sâm tốt nhất Việt Nam. Đây là củ sâm đông quy, một trong 8 loại sâm tốt nhất Việt Nam các bác ạ. Đây ạ. Cái này thì người ta đã rửa sạch sẽ rồi. Các bác dùng ngâm rượu là hầm với lại xương ăn rất là bổ. Đây là cốt tỏi bổ. Cốt tỏi bổ đây. Dạ mông này à. Đây à. Chào ăn dứa. Xin giới thiệu các bác, đây là cái củ cốt tỏi bổ. Đây thì người ta gọi là cốt tỏi xanh. Đấy, còn đây là cốt tỏi đỏ các bác nhé. Đó thì cốt tỏi bổ nó có rất là nhiều những cái loại và những cái chức năng cũng như là tác dụng của nó thì đều như nhau. Đấy, thì đều quy vào khu phong trừ thấp, chữa về đau lưng mỏi gối các bác nhé. Đây là các bác thấy ạ. Dùng thì các bác dùng ngâm rượu này, sắc uống này. Và cái này các bác có thể là giã nhỏ ra để các bác đáp vào chỗ bị đau nhức, đau lưng thì rất là hiệu quả. Ở vùng cao thì người ta lại có một cái tên gọi cho nó là tắc kè đá nữa các bác. Thì các bác gọi là cốt tỏi bổ hay là tắc kè đá đều được. Đây là khổ phục linh hay gọi là khúc khác các bác. Bên này là cái... 60.000 cân đâu. Hà thủ ô các bác ạ. Hà thủ ô này rất là khó đào đấy. Người ta đào thì đào rất là sâu mới có các bác nhé.
và đây là hạt thủ ô đỏ này. Đó. Lấy về thì bác sẽ băm nhỏ ra ngâm với nước vo gạo. Đấy, sau đó thì chúng ta cho đổ cùng với lại đỗ đen. Đấy. Đổ đi đổ lại 9 lần. Tức là đổ phơi khô sau đó lại đổ tiếp. Tuy nhiên thì cái cách làm hiện đại bây giờ là người ta chỉ cho vào nấu với lại đỗ đen. Đấy, bác nấu đun sôi khoảng 4 đến 6 tiếng là bác đem ra phơi khô. Đây là các bác có thể sử dụng được rồi. Và dược tính thì nó cũng tương đương với lại các bác đồ theo kiểu truyền thống. Hà thủ ô đỏ các bác. Ngoài ra thì có một loại hà thủ ô gọi là hà thủ ô trắng các bác. Thì dùng nó cũng rất là dễ dùng.